Cho một hết. Hello. Yến tránh ra cho nó đẹp đi. Phải chửa là. Không biết làm gì. Ô, để thêm một cái gì nhỉ? Vì đâu có gì khói hay lo? Không, cho nó khói khói. Mùi hơi khói. Mà chỗ cái thêm chỗ này chụp ảnh luôn. Xôi cái đã ui rồi. Mày đứng chỗ này xong chụp ra kia đẹp. Ngồi kia chụp ảnh đẹp mà. Bà ấy biết có làm được cái gì không? Chắc đéo làm được gì đâu. Cháy rồi kìa! Bạn ơi! Bạn cầm đi tới xử lý cho. Không ạ. Đứng rộng ra. Chắc sợ lắm nha tí. Tổ ra mọi người đâu. Giật mình. Có, chả có cái gì quét rồi. Không chắc tao mặc cái này sang bàn. Ui, mặc anh như này đi. Hello, say chưa em? Say chưa? Tỉnh chưa em ơi? Sắp say rồi chị ạ. Không kiếm được em nào à? Đang đợi nhà gái lâu quá. Nhà gái vẫn chưa đến à? Chị cha. Nhà gái chị cha. Ở trên. Ôi nhưng mà nhà gái được lâu đấy. Nó phải lâu thế. Đã được hát rồi, chồng nhà nó hỏi bảo thằng Minh ở đâu, bảo ở nhà. Cái gì rõ ràng hỏi là cái gì ạ? Quên đường à quên nhà cơ mà, bảo là đây đây nhà đây mà mình chỉ thế. Hỏi Minh đâu? Thì bảo hỏi thằng Minh cơ mà. Hỏi thằng Minh, hỏi thằng Minh. Minh. Phải đâu, rõ là có hỏi câu đấy đâu. Rõ ràng mình hỏi thằng Minh. Thế hỏi Yến đúng không? Không, hỏi cái gì đi qua bảo là đi qua nhà không nhớ nhà, mình rõ ràng mình chỉ nhà đây. Thằng Minh đâu? Điêu. Yến mày đang làm kèo đúng không? Không. Nhưng nhìn mặt lên mặt tròn. Em cho anh chị nha. Hello em, tỉnh cho em. Em buồn đấy. Ôi em mệt quá. Tỉnh cho em. Chị vẫn đang mệt mà. Em uống rượu này nữa mà. Chị vẫn còn kiểu đang lưng lưng mà. Dư âm tối hôm qua. Thế này á? Ở dưới phía này cái cáo. Đó, cái cáo. Có, cái cáo mấy cái cáo. Ui, kẻ nào hả ta nhẹ áp luôn ấy. Bùa nhẹ nhẹ với ẻ thứ nhé. Cái nào, đi nhẹ cao nhẹ lắm ấy. Để hít nhẹ cao rắn. Không, nhẹ cao. Chọc ra. Nghe. Em dưới nhiều cá. Bạn cá. Đừng dô. Bây giờ cái cá chọc các bạn thì có. Chị đang tắt mía cũng được. Ai nhảy thôi. Bây giờ mình phải cho nó đừng. Ôi, cháy mẹ lên kia rồi anh Cường ơi. Cháy này quay kia. Gạt phải đi nữa. Đông chứ, tôi lên bây giờ có chưa đông. Ui, khói quá, số 18 ơi. Nên là mới đẹp vào buổi trưa đúng không? Không, đúng kiểu thanh niên xa thì hay mới mời trưa. Nhưng mà đúng là xa phải nên mời trưa bởi vì không, mời trưa này hay đấm đá. Đấm đá nhưng ác lắm, cứ chiều chiều tối bắt đầu là. Ví dụ nhá, chỉ cần chị nhìn không, em như này phát. Không ân nhỉ. Bữa nào ra đây, còn tao còn mấy. Tức là không, nhất là mình nhá,
ví dụ mình mà nó đều thích con gái kia, nó làm một tí rượu thì đứa kia con tí bắt đầu nó quay ra, nó bắt đầu nó tìm mọi cách để đấm mình. Xong rồi nó chặn đường. Hay thế. Nó không đấm đấy đâu, nó toàn chặn đường đấm ấy. Chặn đường ấy, chặn lúc nào mình về ấy. Nguy hiểm mà. Trên này tưởng lành mạnh thế mà vẫn. Thì ví dụ nhá. Vừa lành vừa mạnh còn gì nữa. Kiểu một phần là kiểu tranh gái hoặc là uống rượu mà nhìn tao không. Nhưng mà kể cả là không, nhưng mà gái ở trên này nó còn đấm nữa các bạn. Cái này mà ai tranh người yêu của nó chắc chết luôn nhỉ. Nó xiên đấy nhỉ. Thế ví dụ như mình là người lạ. Mày không thấy cái vụ ở trên đấy à? Không, mình là cái lần trước mình có một người thằng ấy đâm chết không làm gì nó. Mà mình cũng không, mình là người lạ, mình cứ nơi khác đấy mình ăn cơm ăn uống xong mình cứ vui chơi đấy, xong mình về. Không sao ạ? Là mình đương động gì đấy nó là được. Người đây có nó cùng ở đây đám cưới nó đấm cái thằng kia câu mười mấy mũi rồi nghe ăn thì cũng nhìn nhau ăn gì vẫn mời nhau được nhất là gái nhưng mà nó ngó mắt lúc về nó chặn đường, nó phải dình chặn đường ấy. Cứ chiều tối là bắt đầu thanh niên kiểu này vẫn đông thanh niên lắm, hay có nhiều thanh niên nó gây sự ấy, mày ai nha, nhiều thanh niên nó hiền, thanh niên nó lầy người ăn cơm chắc chỉ nhìn mỗi bát cơm của mình. Bắt đầu nó ra mời mày không uống à, nhây nhìn đấy, nó thinh ngó mắt rồi là nó sẽ ra tầm ngắm của nó luôn. Ừ không thôi để đấy đúng không, tí nữa ra biết mặt nó luôn, láo tét á. Nhiều khi nghe lắm, kiểu trẻ trâu ấy mày. Cái phép đi Hải lắm. Khói quá, cần anh ơi. Đưa mình cho nó được rồi. Quá vui gì nữa nhỉ. Xa xa trên kia có đàn vịt nữa kìa. Ngan của nhóm bà đấy. Ngan à? Đi bắt ngan đi trên kia. Vừa đi bà, tiếp ảnh kiểu. Ba ba. Trên kia có một đàn vịt. Cái cùng với lại cậu nhé, Giang á. Cái này cũng đang là đang này. Mình đi đâu anh? Mình á, về nhà. Về á? Về nhà chứ. Sẵn đuổi về rồi. Cao cao đó kìa. Sẵn đuổi Minh về rồi. Thôi rồi, rơi một cục cà rồi. Cái cục cà lúc đấy. Con kẹt rơi rồi. Kẹp được quá. Sẵn rơi tiết ở dưới kia rồi. Ố. Không rơi dưới kia. Úi trời ơi. Nó rơi rồi. Ta kia quay rồi mới đi không? Con cá kia là tí nó chín là khó. Với toàn cảnh chứ. Nhưng mà bây giờ nó không thấy rồi. Hun khói đây là gọi là hun khói chứ nhỉ. Nướng thì nữa. Đấy mà chẳng hội làm mình mất giọng đấy hôm nay. Nhưng mà hôm trước em tưởng là hôm nay chính thức. Sao anh lại mất giọng? Rượu cứt gì với ông kia mua rượu ở đâu ấy, nhà trên nhà tắm ấy. Mua cái rượu ở đâu mà rượu gạo, chẳng rượu gạo mà chắc là phải có 50-60 độ á. Xong về lại lấn với cái rượu sáng cù cả cái gì à.